Xin chào các bạn yêu đần nhị. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ một dòng sản phẩm của bên xưởng của mình mới sản xuất. Thì đây là một cây đàn gửi về Thanh Hóa cho một vị khách. Đó, thì vị khách đó có yêu cầu mình làm clip để họ tiện xem. Đây là một cây đàn có tên gọi là đàn nhị độc tấu. Chất liệu thì là bằng tất cả bằng gỗ mun. Tất cả bằng gỗ mun nhá. Và cái bát này là đục đục nguyên khối nhá. Cái bát tròn này sẽ đục nguyên khối. Toàn thân là mun. Rất đẹp. Đấy, nhìn cái vân này. Đấy, nhìn cái vân này cần rất đẹp. Sau đây mình xin test. Vâng, là một bài nào đó Vâng, vừa rồi là mình test qua một bài dân ca, đó là bài Bèo Giật Mây Trôi quen thuộc nhất để các bạn thẩm định cái âm thanh của cây đàn này. Đó, thì chúc các bạn sẽ có sự lựa chọn thông minh với cái dòng sản phẩm của mình yêu thích. Chúc các bạn chọn được cây bảo kiếm yêu thích của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.